Cuộc đời đứng giữa hai lựa chọn, về Mỹ đoàn tụ cùng người con gái ruột, hoặc ở lại Sài Gòn để tiếp tục hành trình thiện nguyện và chăm sóc cho các con nuôi trong mùa dịch nguy hiểm. Chị đã quyết định ở lại khi Sài Gòn đang bị tổn thương nặng nề do dịch bệnh gây ra. Với hành nguyện của người con Phật cao cả, chị đã xả thân nhiệt tình tham gia các hoạt động như đóng góp cho quỹ vaccine, gửi gạo tới những người nghèo, tham gia bếp ăn tình thương cho người vô gia cư. Từ đó, chị bị nhiễm Covid-19. Sau thời gian chống trải với căn bệnh nghiệt ngã quái ác này và được sự nỗ lực điều trị của các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi. Chị trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11 giờ 57 phút trưa ngày 28 tháng 9 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hưởng dương 51 tuổi. Để lại bao niềm thương tiếc vô hạn cho gia đình và Trung tâm Thúy Nga, các ca nghệ sĩ, khán thính giả trong và ngoài nước. Người con gái ruột của chị là Wendy Phạm với tâm nguyện muốn đưa thi hài mẹ về Mỹ, nhưng do vướng các giấy tờ thủ tục nên không thể đưa chị về Mỹ được. Kính thưa tất cả quý vị, đến ngày 8 tháng 10, 2021, thi hài của ca sĩ Phi Nhung được hỏa táng tại nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa. Mặc dù chị không thể về bên con gái của mình trong hình hài nguyên vẹn, nhưng nguyện ước của người con mong muốn nhìn thấy mẹ lần sau cùng trong cuộc đời. Thế là trên chuyến bay về Mỹ không hẹn ngày trở lại quê hương, nghệ sĩ Việt Hương đã đưa hài cốt của ca sĩ Phi Nhung về bên con gái của mình. Chị đã được về nhà sau thời gian dài chờ đợi. Để rồi sáng hôm nay, nơi khuôn viên Tu Viện Huệ Quang, thành phố Santa Ana, miền Nam Cali, đất nước Hoa Kỳ, Chư Tôn Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, Chư Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni, Trung tâm Thúy Nga và các ca nghệ sĩ, các Phật tử và các vị khán thính giả truyền thông báo chí có mặt để tổ chức tang lễ cho cố ca sĩ Phật tử Phi Nhung. Đó cũng chính là lý do mà chúng con tổ chức buổi lễ hôm nay. Và trong giờ phút này, chúng con thành tấm kiền thành quý ngài, đồng thời thân đứng dậy để dành một phút tưởng niệm cố ca sĩ Phật tử Phi Nhung. Thôi, thế là thôi một kiếp người, nấy về các bụi một mình thôi. Một đàn con trẻ mồ côi mẹ, cảm giả tiếc thương cả một đời. Tên chị sáng mai như góc trời, dòng ca vang vọng khắp nơi nơi. Chị đã đi xa mãi, cảm giả tiếc thương một phần đời. Một nén hương thiền nơi cửa Phật, tiễn chị đi về cảnh Tây Phương. Phúc tưởng niệm đã qua, cung thỉnh quý ngài và toàn thể quý vị đồng an toàn. Trở về tham dự và chứng minh tang lễ sáng hôm nay, cho phép chúng con được thành kính đế đầu đặt lễ được giới thiệu. Chúng con xin thành tâm đế đầu đặt lễ được giới thiệu Trưởng Lão Hòa Thượng Tào Hiệu Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang Chứng Minh. Chúng con cung kính được giới thiệu Trưởng Lão Hòa Thượng Tào Hiệu Thích Pháp Tánh, Viện Chủ Chùa Hoa Nghiêm Chứng Minh tang lễ. Chúng con xin được thành kính đế đầu đặt lễ được giới thiệu Hòa Thượng Tào Hiệu Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Tu Viện Huệ Quang Chứng Minh cho tang lễ. Chúng con cung kính được giới thiệu Hòa Thượng Đào Hiệu Thích Nhật Quang Chứng Minh cho tang lễ. Chúng con cung kính được giới thiệu Thượng Tọa Đào Hiệu Thích Pháp Tánh, Sám Chủ tang lễ. Chúng con cung kính được giới thiệu Hưởng tòa đào hiệu Thích Tâm Bình chứng minh cho tang lễ. Chúng con cung kính được giới thiệu Hưởng tòa đào hiệu Thích Thương Niệm chứng minh kinh sư cho tang lễ. Chúng con cung kính được giới thiệu Hưởng tòa đào hiệu Thích Tính Mãn chứng minh và kinh sư cho tang lễ. Chúng con cung kính được giới thiệu Hưởng tòa đào hiệu Thích Liễu Nguyên kinh sư cho tang lễ. Chúng con cung kính được giới thiệu Hưởng tòa đào hiệu Thích Nguyên Minh kinh sư cho tang lễ. Chúng con cung kính được giới thiệu Hưởng tòa đào hiệu Thích Tĩnh Hòa kinh sư cho tang lễ. Chúng con cung kính được giới thiệu Hưởng tòa đào hiệu Thích Đào Nghiệp kinh sư cho tang lễ. Chúng con cung kính được giới thiệu Hưởng tòa đào hiệu Thích Thông Phước nhạc lễ cho tang lễ hôm nay. Chúng con cung kính giới thiệu ni sư Thích Nữ Diệu Phước trụ trì chùa Viên Minh cũng như chư tôn đức ni cùng trở về chứng minh cho tang lễ của Phật tử Phi Nhung. Hiện diện trước quý ngài đó là đại diện Trung tâm Thúy Nga, trưởng ban tổ chức tang lễ ngày hôm nay. Và xin được cung kính giới thiệu toàn thể quý vị ca nhạc sĩ cũng như quý vị truyền thông báo chí và các khán thính giả hiện diện trong tang lễ cũng như đang xem chương trình online trong nước và ngoài nước. Và kính thưa toàn thể quý vị cũng như toàn thể quý vị khán thính giả, trong giờ phục trang nghiêm này, một cánh hoa rơi lạc cõi bờ, từng trang giấy đầm những vần thơ. Khói sương sông suối trong chiều tím, nơi đây đất lành vô thường lắm. Sóng người chết về mây trắng trôi, ngày tháng trần gian não sầu đi. Đất tích lưu đầy thôi đã dứt, chỉ về cõi phúc đất từ bi. Hiện diện trong tang lễ ngày hôm nay đó là đại diện Trung tâm Thúy Nga. Chúng tôi xin kính mời chị Tô Ngọc Thủy, đại diện trung tâm, có đôi lời phát biểu trong tang lễ. Xin trân trọng kính mời chị. Dạ, con xin kính thưa các bậc hòa thượng, các sư ni, các quý quan khách, gia đình của ca sĩ Phi Nhung đại diện cho Trung tâm Thúy Nga hôm nay, chúng con rất là hân hạnh và cảm ơn Hòa Thượng Thích Minh Mẫn đã một lần nữa cho Trung tâm Thúy Nga và gia đình ca sĩ Phi Nhung được làm tang lễ ngay tại Chùa Huệ Quang. Trong cái không khí trang nghiêm này thì sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung thì là một, quý vị đã thấy trong các ngày qua, tất cả báo chí trong 10 ngày qua, tất cả trên mạng xã hội đều nói về Phi Nhung. Thì chúng ta hôm nay đến đây để tiễn đưa nữ ca sĩ Phi Nhung lần cuối, tiễn đưa một người em, một người con, một người mẹ, người chị mà chúng ta rất là thương mến. Không biết nói gì hơn, chỉ cầu mong cho hương hồn của nữ ca sĩ Phi Nhung được sớm về cõi vĩnh hằng. Xin đại diện Trung tâm Thúy Nga, các anh chị em nghệ sĩ xin cảm ơn các hòa thượng, các sư ni đã có mặt ngày hôm nay làm cho buổi tang lễ này thật là long trọng. Con xin cảm ơn.